Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một số cái tính năng mới của Add-in Builder TV. Thì để tải cái Add-in Builder TV về thì các bạn hãy vào cái trang hoangtuan.net. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển con trò chuột xuống cái mục là Builder TV Add-in này. Ở đây sẽ click vào nút tải về và lựa chọn phiên bản mới nhất để tải về và sử dụng. Sau khi tải về và cài đặt thì chúng ta sẽ có một cái giao diện Add-in Builder TV như thế này. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn hai cái tính năng mới, đó là tính năng về chuyển đổi phông chữ, chữ hoa, chữ thường. Và cái thứ hai là cái Google Dịch. Đầu tiên thì để sử dụng được cái Google Dịch này thì các bạn hãy chọn cái vùng mà chúng ta cần dịch. Sau đó thì chúng ta sẽ click vào nút Google Dịch này. Đó. Cái ngôn ngữ ở đây thì chúng ta đang muốn chuyển từ tiếng Việt. Đấy. Còn nếu mà chuyển sang tiếng Anh chẳng hạn thì ngôn ngữ đầu tiên là ngôn ngữ nguồn của chúng ta, mình cứ để mặc định là tự động là auto. Và thứ hai là ngôn ngữ đích, nếu chúng ta chọn tiếng Anh thì chúng ta sẽ gặp nhập vào là chữ EN. Sau đó thì chúng ta EN nó là cái viết tắt của chữ English ấy. Rồi chúng ta sẽ ấn OK. Thì lúc này là cái phần tiếng Anh sẽ được dịch và xuống dòng và được in nghiêng. Đó. Nếu mà các bạn muốn bỏ cái phần mà đã dịch này đi, tức là undo cái bước vừa rồi ấy, thì chúng ta sẽ vẫn vào phần Google Dịch này và chọn là xóa phần đã dịch. Đó. Tiếp theo, nếu mà chúng ta mà muốn, ở đây thì mình sẽ chọn là ví dụ sang tiếng Hàn Quốc nhé. Hàn Quốc là Korean và viết tắt là chữ KO. Đó. Ở đây ví dụ mình đang muốn dịch sang tiếng Hàn Quốc như Hàn Quốc như này, OK rồi. Sau đó thì mình muốn đảo cái phần tiếng Hàn lên trên và tiếng Việt xuống dưới thì chúng ta sẽ vào Google Dịch và vào phần đảo văn bản. Đó. Lúc này thì cái phần mà tiếng Việt sẽ được cho xuống dưới và nó sẽ in nghiêng. Đó. Nếu mà muốn đảo ngược lại thì chúng ta lại chọn cái vùng văn bản và ấn vào đảo văn bản. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cái phần Google Dịch. Cái phần thứ hai đó là cái phần trên cây, tức là chuyển văn bản sang chữ đây là chữ viết hoa, mỗi đầu câu cứ sau dấu chấm thì lại viết hoa. Đây là chuyển hết về chữ thường, đây là chuyển hết sang chữ in hoa, và đây là chuyển in hoa mỗi từ trong câu. Và cái này thì nó sẽ ngược lại với cái này, tức là nó sẽ in hoa tất cả các từ trừ cái từ đầu tiên. Thì để sử dụng được cái tính năng này thì chúng ta cũng chọn cái đoạn văn bản mà chúng ta cần phải chuyển phông chữ, sau đó thì sẽ click vào cái mục này. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký thì lúc này nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ đăng ký. Thì các bạn hãy copy cái số CD này và gửi về cho mình. Gửi về cho mình thì có thể gửi về một trong các địa chỉ sau. Thứ nhất là có thể gửi về cho mình qua email này, ada@hoangtuan.net. Thứ hai là qua Zalo này. Đó. Thì các bạn hãy vào kênh Hoàng Tuấn Net và click vào cái nút Zalo này thì sẽ gửi được Zalo về cho mình. Sau đó thì mình sẽ cấp cái ngày hết hạn và mã kích hoạt cho các bạn. Ngày hết hạn thì nó sẽ có cái dạng là ví dụ như là ngày hết hạn là 2025 thì nó sẽ như này, và tháng 5 ngày mùng 2 thì nó sẽ như này, và một cái mã số ở đây. Ở đây thì mình sẽ nhập cái mã số cho cái máy này vào nhé. Các bạn hãy chờ mình một chút. Và cái mã kích hoạt của chúng ta thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Sau khi nhận được mã kích hoạt thì các bạn sẽ ấn vào nút đăng ký. Và như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công. Sau khi đăng ký thành công xong thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái tính năng Pro của Add-in. Ví dụ như là cái tính năng chuyển, ví dụ mình sẽ chuyển hết sang chữ hoa nhé. Đó, thì nó sẽ chuyển sang chữ hoa này. Hay là chuyển hết sang chữ thường này. Đó. Đây là
cái tính năng là in hoa mỗi từ trong dòng này. Đó. Và đây là cái tính năng thông thường sẽ in hoa cái từ đầu tiên của một dòng. Ok, thì đây là hai cái tính năng mình mới thêm vào. Ngoài ra thì cùng với cái Google Dịch này thì chúng ta sẽ có thêm một cái hàm như thế này. Bây giờ mình sẽ xóa cái phần này đi. Xóa phần đã dịch đi nhé. Rồi chúng ta sẽ có một cái hàm về, nó sẽ tên là gdịch. Và để chọn cái ô cần dịch, sau đó thì các bạn sẽ, đây là phần ngôn ngữ đầu vào. Nếu mà các bạn xác định nó là ngôn ngữ, thì ví dụ tiếng Việt chẳng hạn, thì chúng ta có thể nhập vào đây là chữ VI. Còn nếu mà muốn dịch sang tiếng Nhật Bản chẳng hạn, thì ví dụ là Nhật Bản thì sẽ là chữ JIA, Japan đấy. Đó. Rồi sau đó thì ta cũng ấn Enter. Đó. Thì nó sẽ dịch ra tiếng Hàn. Còn nếu mà chúng ta dịch ra tiếng Nhật, còn nếu mà chúng ta không muốn nhận dạng đây là tiếng Việt để nó tự động thì cái phần này chúng ta sẽ để trống. Đó. Tương tự như vậy, nếu mà mình muốn dịch ra tiếng Pháp thì mình sẽ thay bằng cái chữ là franc đúng không? Là FR đúng không? Đó. Thì để làm sao biết được những cái ký tự này thì ở trong cái phần tải về của cái file add-in này thì mình đã có cái bảng cốt của các cái ngôn ngữ này. Đó, đây là viết tắt của các ngôn ngữ. Ví dụ ở đây chúng ta có tiếng Hy Lạp thì sẽ là chữ L này. Đó, mình sẽ ví dụ sang đây là chữ L là tiếng Hy Lạp nhé. Đó. Thì đây là một thêm một cái hàm về Google Dịch. Ok. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình phát triển thêm về cái add-in này. Về cái giá khi mà các bạn mua vào thời điểm năm 2024 thì hiện tại sẽ là giá 200.000 cho một máy sử dụng trong vòng 1 năm. Ví dụ các bạn mua ở thời điểm này mà mua sử dụng cho 5 năm thì giá sẽ là 1 triệu. Còn nếu mà các bạn để sang đến năm 2025 mà mua thì giá mua ở thời điểm đó sẽ là 300.000 một máy một năm. Ví dụ nếu mà năm 2025 mà chúng ta mua để sử dụng trong vòng 5 năm thì sẽ có giá là 300.000 nhân 5 là 1 triệu rưỡi. Và giá của các năm tiếp theo, ví dụ 2026, 2027 thì dự kiến sẽ tăng lên nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.